trước ống kính màn hình cả nhà nhìn thấy không? Hai con bé chó sau hơn một năm mà khi mà gặp lại người chủ của mình, hai bé chó mừng đến đứt luôn cả nhà. Thật sự mà nói thì ở trước ống kính màn hình cả nhà nhìn thấy đó, đây là cái sự việc là minh chứng cho cái việc là cái loài chó rất là trung thành và rất là thông minh luôn. Cho dù là ở cái người chủ có nuôi mình một ngày hay là hai ngày cơm thôi thì đến suốt cuộc đời thì nó vẫn nhớ luôn cả nhà. Đó thì trước ống kính màn hình cái này mình thấy đó, đây là con bé nâu với lại con bé tin. Bé nâu là màu nâu, còn bé tin là màu đen đó cả nhà. Đây đây là hai mẹ con bé chó, hai mẹ con bé tin đó. Thì chị Trang này là ở bên quận 7, chủ của hai con bé, bé nâu với là bé tin. Thì do cái hoàn cảnh nó ngặt nghèo hay là nó không có điều kiện để nuôi hay như thế nào đó, thì chị Trang đã gửi hai con bé vào bé ấm của mình cách đây hơn một năm rồi cả nhà. Nhưng mà hơn một năm nay thì chị Trang cũng thường lui tới thăm nom mấy bé, nhưng mà khi mà dịch Covid bùng phát thì chị Trang không thể mà qua nhìn mặt mấy con bé chó, thăm nom mấy bé chó của mình được. Thì hôm nay có dịp rảnh rỗi thì chị Trang cùng với lại một cái người em trai qua tặng mấy ấm để thăm con bé nâu với lại con bé tim. Thì cả nhà cũng thấy rồi, thì bây giờ cái sân rất là rộng luôn đó. Khi mà mấy ấm thứ hai xây hoàn thành xong thì cái sân rất là rộng luôn, và có thể chẳng hạn như là những cái vị khách, những cái vị thính giả hoặc là những người chủ đã từng gửi cho Thi Lê thì muốn vào thăm, vào mấy ấm thăm mấy bé thì cũng có một cái sân rất là rộng rãi luôn. Cái sân này để Thi Lê để dành cho giống như là buổi sáng mấy bé ở phơi nắng, có thể là đi ra tiểu tiện này nọ, rồi xong xuôi rồi mấy bé muốn chạy ra chạy vào cũng được. Nhưng mà khi mà có khách đến thăm thì Thi Lê sẽ kêu mấy bé vào cái máy ấm trước, rồi xong xuôi á sẽ mang những bé chó mà của người chủ ra để cho người chủ thăm. Cả nhà thấy cái sân rất là rộng luôn, và cả nhà nhìn thấy đó, trước ống kính màn hình thì hai con bé chó này sau một năm, sau hơn một năm mà khi gặp lại người chủ của mình, mừng rất là mừng luôn cả nhà. Nó không bao giờ quên, cho dù là người chủ nó có thể là đánh nó, chửi nó hoặc là cho nó ăn một bữa cơm thôi, thì có thể là nó nhớ cái người chủ đến suốt cuộc đời luôn. Biết rằng là hai con bé chó này nó rất là quý mến vợ chồng Thi Lê và tất cả đại gia đình của Thi Lê, nhưng mà không bao giờ, tâm trí của nó không bao giờ quên được cái người chủ, một cái người mà đã mang nó về nhà và cu mang nó từ nhỏ đến lớn hoặc là như thế nào đó. Đó thì cho nên thì Thi Lê cũng mong muốn mỗi clip thì Thi Lê đều gửi thông điệp đến tất cả mọi người trên toàn thế giới luôn. Chó là bạn chứ không phải là thức ăn. Tụi nó rất là trung thành luôn. Tụi nó cũng là chung một loại với mình mà cả nhà. Tụi nó là một loài động vật thì mình cũng là loài động vật. Nhưng mà nó thua bởi con người, bởi cái tiếng nói thôi. Đó thì tất cả các loài vật trên toàn thế giới luôn, đồng đội trời chân đặt đất đều có tánh linh hết cả nhà. Đó nó thua con người bởi tiếng nói và bởi những cái mà thua con người bởi tiếng nói nè, rồi ác độc nè, đó xảo trá nè, gian dối lập lừa nè, mưu mô nè. Còn đó với tụi nó là cho dù như thế nào, chủ có đánh có giết có chém có đâm hay hoặc là lôi lê lết ngoài đường thì một lòng cũng là một người chủ. Đó cả nhà mình thấy đó, không phải ở bên Việt Nam đâu, tất cả trên toàn thế giới luôn Thi Lê đều thấy luôn. Có những người chẳng hạn như là những người Việt kiều ở bên Mỹ có thể là lén lút mua thịt chó về nhà ăn và bị police bắt luôn. Và tất cả chẳng hạn như là những cái nước Trung Quốc có những cái lễ hội là ấy thịt chó thịt mèo này đó, nhìn vô tội lắm, nhìn mấy bé vô tội, nó không, nó tụi nó xấu xố mà tụi nó kém số, bởi vì tụi nó không có tu, không có đủ, tụi nó kém tu, tụi nó tu không có đủ nên chưa có được cái hình hài như con người của mình như vậy. Thì cho nên ở đời này, kiếp này, chẳng hạn như là ba mẹ mình hoặc là
trời đất tạo ra mình cái hình này như vậy, thì mình nên sống một cái cuộc sống thật sự mà tốt nhất có thể, và không đừng có hành động những cái mà ở sát sanh hại vật rất là nhiều. Làm như vậy thì coi như là cái đời sau, và có thể là trả liền ngay bây giờ ngay lập tức, chứ không phải đợi đến đời sau xuống địa ngục mới cái nhà đó. Thì những câu chuyện nhân quả mà khi trên mạng xã hội đó, thì cả nhà cũng thấy rồi, có những bộ phim truyền hình, có những cái mà chuyện nhân quả có thật, chuyện tâm linh có thật nha cả nhà. Thì tất cả chúng ta sống trên cái cõi ta bà này, mình gieo những gì đó thôi cả nhà. Thì tóm gọn lại là Thi Lê mong muốn cả nhà, van xin cả nhà, giống như cô Diệu Trang đó, cả nhà thấy không, van xin cầu xin, miễn sao đừng cho những con bé chó bé mèo và tất cả các loài vật khác nữa không bị giết một cái cách này. Ủa, đồ em Trang xúc xích đó mà nó cắn mát luôn. Thì nó cái tập nó hay gặp cái con gặp đi đó. Hôm nay sẵn dịp thì chị Trang qua thăm mấy ông và thăm hai con bé chó của mình luôn. Chị Trang này rất là yêu thương chó nha cả nhà, nhưng mà cũng vì là do cái duyên và do cái điều kiện của chị Trang không cho phép, nên chị Trang không có thể chăm sóc được hai con bé. Con bé Tin là con bé mẹ, mà con bé Nâu là cái con bé con của bé Tin. Lúc đầu thì ban đầu vào máy ấm thì hai bé cũng hơi rút nhất rụt rè lắm. Thì hôm nay là hai bé mặt mạo chồng trẻ, thấy đi không nổi luôn á. Biết rằng thì biết bao lâu, hơn một năm trời luôn không có gặp. Nhưng mà khi mà gặp lại cái người chủ mình, nhảy lên chòm lên hung luôn cái nhà, thấy thương vô cùng luôn. Bởi vậy thì Thi Lê mong muốn là khi mà tất cả mọi người trên toàn thế giới, người nào đang nuôi những con động vật có hành động là tra tấn, hành hạ, đánh đập dã man, hay là hoặc là những người từng đi mua chó dạo, thì mình xem cái clip này có thể là mình thay đổi, và thay đổi cả nghề nghiệp luôn. Mình làm như vậy thì không có tốt đâu. Thì hôm nay Thi Lê sẵn tiện làm cái clip này gì gửi bằng Zalo xem là Zalo của hai Zalo 10 phút cũng được. Mà gửi Zalo biết sao nó không có bị bởi hình, bởi clip cái hình nè. Nếu mà chị gửi Messenger nó sẽ bị mờ. Con Tin đồng thắm lắm, đầm thắm lắm, còn con Nâu lóc chóc lắm. Cứ hễ mà đẹp Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chờ phải tâm nghe đây.